Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hải Đảo Quê Tôi của mình. Hôm nay tiếp tục mình đi quay video về chủ đề biển đảo gây thiệt cho bạn xem. Thời tiết hôm nay thì biển đã khá là êm lại rồi các bạn. Mình hôm nay chủ yếu đi quay ghe nốt và tàu cảnh sát biển cho bạn xem. Phía trước mình là một chiếc tàu cảnh sát biển. Chiếc này như là tàu hậu cần các bạn. Rất là khủng luôn. Chiếc này chiều dài cũng khoảng 5 mét đó các bạn. Phải hơn 5 mét đó. Vâng, còn đây là một cặp tàu kiểm ngư đang có làm nhiệm vụ tại đảo Phú Quý các bạn. Tàu được sơn màu trắng rất là đẹp. Lần đầu tiên mình thấy một cặp tàu kiểm ngư neo cạnh nhau các bạn. Thì chiếc tàu cảnh sát biển này có cả giàn cổ luôn các bạn. Chiếc này hình như là kiểu như tàu hậu cần của cảnh sát biển này. Không được trang bị các vũ khí chiến đấu các bạn. Chiều dài là hơn 100 mét các bạn. Rất thật khủng luôn. Trong bến cảng thì lúc này những chiếc ghe mạnh lùi cũng đang có xuất bến ra khơi này. Tăng tốc khá là nhanh các bạn. Năm nay thì ghe mạnh lùi trúng khá là đậm. Ba trăng gần đây ghe mạnh lùi đều trúng đậm các bạn. Tại vùng biển đảo Phú Quý thì là đường biển quốc tế nên rất là nhiều tàu buôn, tàu chở hàng container qua lại hàng ngày luôn các bạn. Như phía trước mình là một chiếc tàu container rất là khủng luôn. Đang có chạy trên đường biển quốc tế ngang qua đảo Quý này. Những chiếc ghe lặn của đảo Phú Quý cũng đang có về bến các bạn. Phía trước mình là một chiếc ghe lặn. Ghe này là hành nghề lặn chiến một các bạn. Chạy vận tốc khá là nhanh luôn. Phía trước là những ngư dân đang có nao nức chờ cập bến này. Tàu container thì chạy khá là xa nên mình cũng không hình dung được vận tốc của tàu này các bạn. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì những chiếc tàu chở container này chỉ chạy vận tốc khá là chậm. Đang có chạy theo kiểu dục dịch này các bạn. Tiếp tục là một chiếc ghe lặn nữa. Cũng đang có xuất bến này. Chở cả cano đi theo luôn các bạn. Lên đảo Phú Quý thì nghề lặn cũng phát triển rất là mạnh các bạn. Có những chiếc ghe lặn cũng rất là khủng luôn. Hôm nay thì mình sẽ chủ yếu đi quay các ghe biển và các cảnh biển của đảo Phú Quý cho các bạn xem. Không có các ghe lưới và các ghe cào. Thì trên đảo Phú Quý cũng phát triển khá là nhiều ngành nghề các bạn. Như các nghề như ghe nốt này, ghe mạnh chụp,
ghê lắng và ghi làm một đêm. Tuy nhiên các nghề như là nghề lưới vây hay là nghề giã cào thì ở trên đảo Phú Quý không có một chiếc nào hành nghề như thế các bạn. Chủ yếu là ghi màn chụp thì cũng mới phát triển gần đây thôi. Những chiếc xuồng con chạy lên biển rất là đẹp các bạn. Hình ảnh buổi bình minh lên vùng biển nơi đảo xa này. Thì xăng dầu lên giá khá là mạnh. Tuy nhiên hoạt động nghề biển diễn ra cũng khá là sôi nổi các bạn. Theo thống kê thì trên cả nước hiện nay có gần một nửa ghe biển là nằm bờ các bạn, do xăng dầu chi phí quá là cao nên việc ra khơi đánh bắt sẽ gặp rất là nhiều phần thô lỗ nên ghe sẽ không xuất bến. Phải chia sẻ rất là vất vả cho nghề biển năm nay các bạn. Chiếc này là ghe kéo này, ghe kéo xà lan các bạn. Còn đây là cano chở khách du lịch. Chiếc này thì đang có chạy qua Hòn Tranh các bạn. Chiếc này thì mới mua năm nay các bạn, rất là mới và hiện đại luôn. Dầu tăng giá nên cano du lịch cũng chạy theo kiểu rất là chậm các bạn. Các xuồng đò cũng đang có tấp nập ra vào trong bến cảng này. Xuồng đò thì xíu đưa dứt các ngư dân lên các ghe cào và ghe lưới vào trong quý bạn. Còn có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và thật là nhiều sức khỏe.